Do nhân duyên gì mà một người sinh ra lại có sự thông minh hơn người học hành đỗ đạt cao? Do nhân duyên gì mà có người sanh ra lại có sự thông minh hơn người phải học hành đỗ đạt cao vậy sư? Từ đó mong sư chỉ cách cải thiện về trí tuệ ở đời này và tăng trưởng trí tuệ ở đời sau. Thì nó có hai cái ý. Một là cái sự thông minh. Sự thông minh là do các cái phước về trí tuệ. Còn cái sự đỗ đạt cao á, là nó có cái phước về cái danh vọng, phước danh tiếng. Mà cái danh tiếng á, thì nó có được là do sự cung kính. Thành ra mình muốn có được cái đó mình phải làm hai việc. Thứ nhất á, là mình phải vun bồi các cái phước liên quan đến trí tuệ. Một, không uống rượu nè. Cái giới không uống rượu là mình phải giữ giữ cho bằng được thì thôi. Cái thứ hai là cái giới không có tà hạnh. Quý vị cứ nghĩ là dính dáng gì không, dính dáng đó trong cái chú giải nói về các cái nghiệp đó, nó có một cái dạng nghiệp là khi mà phạm cái giới này á, mình là cái người kính khuất, mà cái người kính khuất á, cái tâm của mình lúc nào cũng u ám hết trơn á, nó không có sáng sủa được. Rồi nói chung là thôi tốt nhất là giữ năm giới đi ha, giữ năm giới cho nó lành. Rồi một cái nữa đó chính là thường xuyên khi mà mình làm bất kỳ việc gì á, thì mình giữ cái thói quen là mình suy tư làm cái việc đó làm sao cho nó nhanh, làm sao cho nó tốt nhất. Đây là một cái nghiệp mà Bồ Tát đã làm, được nhắc đến ở trong kinh tướng. Nhờ Bồ Tát khi xưa đó làm cái gì cũng suy nghĩ làm sao cái này cho tốt nhất, cho nhanh nhất, cho nên là Bồ Tát được một cái phước là cái trí của ngài rất là nhanh, rất là nhanh nhạy. Rồi cái nữa là khi mình trước khi mình làm cái gì đó, đều suy tư về nghiệp và quả của nghiệp, tức là do đâu mà nó có và khi mình làm cái này là nó sẽ dẫn đến cái gì. Rồi cái nữa là mình thường xuyên học pháp nè, thường xuyên nghe pháp nè, rồi thường xuyên đi đến gặp các cái bậc hiền trí để mà học hỏi thêm tri thức nè, rồi mình thường xuyên học học kinh tạng nè, rồi mình thường xuyên suy tư về các vấn đề giáo lý sâu xa nè. Thì đây là những cái chi phần nằm ở trong cái trạch pháp giác chi. Những cái pháp mà tăng trưởng trong trạch pháp giác chi á, là mình cần phải phát triển cái đó. Đó. Ngoài ra thì mình còn tránh một cái dạng nghiệp là cái dạng nghiệp là mình coi thường người khác, mình chọc ghẹo cái sự thiếu thông minh của người khác ấy. Mình tránh cái đó. Tại vì như trường hợp của ngài Chunlapanthaka đó thì ngài lại bị một cái nghiệp là ngài nhớ không nổi một bài kệ 6 câu. Là do năm xưa là ngài từng chọc ghẹo một vị là không có thuộc kinh, nó dẫn đến là đời này là ngài không có thuộc nổi một bài kinh nào hết. Còn cái phước cung kính thì có được là do mình cung kính người khác, hoặc ít nhất là mình không coi thường bất cứ ai, mình không có miệt thị, không coi thường bất cứ ai. Thì đó là mình được cái phước cung kính. Không biết là Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì về vấn đề này hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, để câu trả lời này Đại Đức Hạnh Tuệ trả lời cho quý vị, tôi thấy rất là đầy đủ rồi. Ở đây thì Đại Đức Hạnh Tuệ có nhấn mạnh cho quý vị là ngoài cái việc mà nghĩa là những cái phước mà liên quan trực tiếp đó, phước liên quan trực tiếp giống như là thông minh, thông minh nghĩa là đây là đại diện cho cái phần mà phước, ba loại phước á, thì đại diện cho trí, phước trí đó. Còn học hành đỗ đạt cao thì Đức Hạnh Tuệ nói cái yếu tố chính đó là sự cung kính, là đại diện cho phước đức thưa quý vị. Và ở đây thì trước khi có lời khuyên như vậy,
Lời khuyên như vậy, cái này là lời khuyên của riêng cá nhân chưa thôi. Khi mà mình nói á, mình có sự mong mỏi á, có cái trí tuệ thông minh đó, thì mình hãy đi kèm với cái sự cái trí tuệ đó, nó hướng đến cái trí tuệ siêu thế, cái trí tuệ xuất thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì nó rất là quan trọng, thưa quý vị. Bởi vì nếu quý vị làm các cái thiện nghiệp á, rất là tốt, nhưng mà nếu quý vị lỡ bỏ qua, sự gọi là lỡ bỏ qua nha, cái vấn đề mà chánh kiến á, thì quý vị cũng trong những kiếp tương lai, quý vị cũng sẽ được cái phước thông minh, trí thông minh. Nhưng mà cái thông minh này là nó nằm ở mức gọi là thế gian, gọi là phước hữu lậu, thưa quý vị. Mà đã nằm ở thế gian thì nó có hai thái cực, gọi là cái trí tuệ thế gian thì nó gọi là trí tuệ có thể đưa đến hạnh phúc ở thế gian và đưa đến đau khổ. Tại sao xin nói vấn đề này? Để cho vị lưu tâm, để thấy có một chữ trí tuệ thôi, nhưng mà phân tích ra nó rất phức tạp như vậy. Như vị biết là giống như những nhà khoa học đi, giống như ông công mà cha đẻ của bom nguyên tử đi, ông Oppenheimer đó. Nếu mà nói gì trí tuệ thế gian, đúng không? Trí tuệ thế gian ổng rất là thông minh, ông này là nhà khoa học rất là thông minh, thưa quý vị. Thì nếu mà suy xét về quá khứ ổng đó, thì quý vị suy nghĩ đi, có phải công này nè là trong quá khứ ông làm các thiện nghiệp đó, rất là to lớn, nhưng mà về chánh kiến đó, ông không có lưu tâm đến nhiều. Chánh kiến đây là xin nhấn mạnh là chính tiến kiến về Phật pháp đó nha, hướng đến cái trí tuệ suốt thế gian đó. Cho nên khi mà ông tạo ra bom nguyên tử đó, nhưng mà cuối đời ông hối hận, ông mới nói là thật ra bàn tay chúng tôi đã ví máu đồng loại. Hay là công thứ người thứ hai, công mà phát minh ra súng AK đó, ông Mikhail Kalashnikov đó. Nếu mà suy ra là ông rất là người thông minh, ông sáng chế này nè, nhưng mà cái trí tuệ này đã đưa đến người ta đau khổ. Cho nên quý vị phải xếp vấn đề này. Còn nếu mà quý vị giống như lời Đức Thanh Tuệ và xưa đây có nhắn gửi quý vị, nếu mình làm các việc phước mà mình hướng đến cái trí tuệ đó, thì hãy hướng đến cái trí tuệ mà xuất thế gian, nó quan trọng hơn. Và muốn hướng đến trí tuệ mà xuất thế gian đó, thì quý vị phải làm ba cái loại phước đó, phước vật, phước đức, phước trí đó, cho nó đều. Thì ba cái loại này nó nâng đỡ nhau trong quý vị trong sinh tử luân hồi, và đến nó kìm hãm, có nghĩa là nó kìm hãm được quý vị. Thí dụ quý vị có làm vua, không chỉ vì thông minh nha, vì vậy làm vua mà ông vua thông minh đó, ông vua thông minh này, ông vua biết được chánh pháp, không có làm được những chuyện ác. Hay là quý vị làm, có nghĩa là những người quyền thế đó, thì có những cái chi pháp, có chánh kiến, có phước đức, có phước tuệ đi kèm đó, thì giúp quý vị nó không có xa rời chánh pháp, nó không có gần, mặc dù có quyền lực, nhưng mà quyền lực đó nó không có lạm dụng đưa đến đau khổ. Cho nên ở đây thì sư có cái lời khuyên thôi, để quý vị hiểu rõ hơn về cái vấn đề mà nếu mình có cái lưu tâm đến cái sự mà phát nguyện, có nghĩa là hay là cái sự mà vun bồi á, trí tuệ á, thì mình phải hiểu rõ thêm cái này. Tại nhiều khi mình nói trí tuệ á, lại mình đôi khi mình chỉ hướng đến trí tuệ thế gian thôi. Trí tuệ thế gian thì nó nằm trong phạm vi thế gian, thì nó thiên về đau khổ nhiều hơn, quý vị. Nên mình phải hướng đến trí tuệ gọi là xuất thế gian, thì điều này mới là cao thượng, mới là đúng. Cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Cảm ơn Đại Đức Tuệ Tường đã chia sẻ một ý rất là quan trọng. Đó chính là cái sự vun bồi trí tuệ thế gian là quan trọng nhất. Bởi vì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói là một cái vị sở dĩ được gọi là Pháp Sư, thì vị đó nói kiểu gì thì vị đó cũng phải hướng chúng sanh đi đến sự giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là mình chỉ đơn thuần mình nói trên trời dưới đất mà như vậy được gọi là Pháp Sư đâu. Và trong tất cả các cái trí thì trí thế gian và trí xuất thế gian, thì trí xuất thế gian là cái trí quan trọng nhất. Cái trí thế gian ấy, mình có nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Nhưng mà cái trí xuất thế gian thì mình chưa bao giờ có. Cho nên đó mới là cái đáng để lưu tâm. Và sư qua câu hỏi tiếp theo.